vâng xin được trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của lê minh thưa quý vị và các bạn chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị những thông tin ở trên chiến trường ukraine mà quý vị đang mong đợi cũng liên quan đến một số thông tin với wagner cũng như là bộ quốc phòng nga nữa quý vị và các bạn hãy bấm like ấn đăng ký kênh và liên tục ủng hộ chúng tôi bằng những like comment để chúng tôi tiếp tục là có thêm động lực sản xuất các chương trình và phục vụ quý vị và các bạn Vâng thưa quý vị và các bạn Đầu tiên sẽ đến từ Bắc Mút Thông tin từ Bắc Mút Các lực lượng Ukraine đang tiếp tục tiến dần vào hai bên sườn Bắc Mút Ở tỉnh Donetsk trong cuộc phản công của mình Thưa quý vị, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh miền Đông Sergei Chervati đã nói với Đài truyền hình quốc gia vào ngày mùng 2 tháng 7 theo lời của Kiev Independent rằng các lực lượng Ukraine đang tiếp tục tiến dần về hai bên sườn của Bắc Mút tại tỉnh Donetsk thưa quý vị. Donetsk chính là một trong những cái chiến trường chính hiện nay và Bakhmut được cho là một trong những cái nơi mà quân đội Ukraine đang cố gắng là giành lấy sau khi mà Bakhmut đã rơi vào tay quân Nga trước đó thì bây giờ dường như là họ đang muốn chiếm lại cái thành phố này Ukraine đang dồn lực để chiếm lại thành phố này ông Cherevati nói rằng là các lực lượng Ukraine đang gây sức ép với quân đội Nga và giải phóng các vùng lãnh thổ mặc dù không đề cập đến việc là quân đội đã tiến xa đến đâu Ông này nói rằng là sẽ tiết lộ điều đó sau khi có những cái số liệu phân tích thực địa thưa quý vị và các bạn. Đây là một câu chuyện rất là nóng hổi khi mà Ukraine được cho là đang có những cái hoạt động phản công trên khắp chiến trường. Các lực lượng Ukraine đang tấn công các vị trí của Nga tại sườn phía Nam và phía Bắc với những cái bước tiến ở gần Klitschivka và Kuyamivka ở phía Nam Bắc Mút. Viện nghiên cứu chiến tranh SW cho biết trong một phân tích mới nhất của mình rằng là các hoạt động tấn công của Ukraine gần Bakhmut có thể buộc nga phải đưa ra quyết định khó khăn về việc là có nên rút lực lượng phòng thủ khỏi các khu vực khác của Ukraine để mà tăng viện cho Bakhmut hay không. Và theo báo cáo là nga đã triển khai quân tiếp viện tới khu vực Bakhmut, nơi mà Ukraine cho biết là họ đã đạt được tiến bộ trong việc giành lại những cái lãnh thổ đã được đã đã bị Ukraine đã bị xin lỗi đã bị quân nga chiếm đóng trước đó. Đây là một diễn biến cũng khá là cam go đây. Nếu như là quân đội Nga buộc phải bỏ Bắc Mút thì đó sẽ là một cái điều mà họ không bao giờ muốn. Họ đang có một cái quyết định rất khó khăn. Cuộc phản công của Ukraine được phát động vào đầu tháng 6 và đã được thành công hạn chế cho đến nay. Và bây giờ thì lực lượng chính của Ukraine cũng chưa được triển khai ra chiến trường đâu. Một số khu định cư đã được giải phóng rồi nhưng mà khó khăn vẫn còn rất lớn. Đó là điều mà các cái Đội quân Ukraine họ thừa nhận là như vậy. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là trận chiến này đang vô cùng là khốc liệt. Cả ở cái thế của người phòng ngự lẫn cái thế của người tấn công, đó là Ukraine phòng ngự là Nga đang ở một cái thế rất là khó cho cả đôi bên, thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng là cuộc chiến này nó sẽ còn phải kéo dài rất lâu nó sẽ còn phải mang đến cho chúng ta rất là nhiều cái điều bất ngờ cũng có thể nói là bất ngờ sự bất ngờ nó sẽ đến vào cái thời khắc cuối cùng của cuộc chiến có thể nói là như vậy nếu như không có gì thay đổi thì cuộc chiến nó sẽ vẫn đang tiếp diễn theo đúng cái kịch bản mà chúng ta đã dự đoán với nhau đó là việc quân đội nga và ukraine họ đang phải là chiến đấu trong một cuộc chiến tiêu hao với nhau một cuộc chiến tiêu hao rất nhiều người đã thiệt mạng cuộc sống của người dân là bị đảo lộn một cách đầy đau đớn thưa quý vị và có những hình ảnh là những cái em bé ukraine đứng cạnh những bức tường mà đầy những cái người binh sĩ những cái chiến sĩ là bị hy sinh trong cái cuộc chiến này Không thể nói gì hơn Các cái Bức tranh tưởng niệm Hay là những cái Nơi mà Người dân họ đến thăm Để mà tưởng niệm về cuộc chiến này Rồi những cái binh sĩ Ukraine Họ đang ở trong Những cái xe bọc thép Để mà tấn công quân đội Nga Chúng ta thấy rằng là Chiến trường ở Bắc Mút nó đang vô cùng là khốc liệt thưa quý vị và các bạn mới đây thì cũng có nhiều thông tin về cái việc là quân đội nga họ có thể là họ sẽ uh, tổ chức một cuộc phản công nhằm vào cuộc phản công của Ukraine có nghĩa rằng là họ sẽ là thay vì là chủ động à thay vì là bị động phòng ngự thì họ sẽ chủ động tấn công nó sẽ chủ động tấn công. Và điều đó, nó khiến cho là cái chiến trường nó có thể là có những cái sự thay đổi. Có thể sẽ có những cái sự thay đổi. Thưa quý vị, tư lệnh của quân đội Ukraine, ông Zaluni, đã giận dữ và bức xúc với những ý kiến cho rằng là chiến dịch phản công diễn ra quá chậm chạp. Và ông cũng kêu gọi là phương Tây nên chuyển thêm vũ khí cho quân đội Ukraine. Đã có nhiều ý kiến nói rằng là chiến dịch phản công của Ukraine diễn ra chậm và không có nhiều được thành tựu, Không có nhiều hy vọng. Trong cuộc phỏng vấn được tờ Washington Post của Mỹ công bố hôm 30 tháng 6 thì ông Zaluni khẳng định là các quốc gia phương Tây sẽ không bao giờ tiến hành chiến dịch phản công khi mà chưa làm chủ được bầu trời. Trong khi đó thì Kyiv chưa đạt được điều này vì những cái tiêm kích F-16 đầu tiên chỉ có thể được chuyển tới cho họ vào cuối năm nay theo một cái kịch bản lạc quan nhất. Nguồn lực hạn chế nó khiến hỏa lực pháo binh Ukraine chỉ tương đương 10% so với Nga, trong khi lại muốn duy trì mức tiêu thụ đạn dược tương đương với quân đội Nga. Đó là những cái khó của Ukraine. Ông Zaluny nói như này, tôi thấy bức xúc khi nghe chỉ trích rằng là chiến dịch phản công đang diễn ra chậm chạp. Đây không phải buổi biểu diễn để thế giới ngắm nhìn và đánh cược. Mỗi mét đất đều phải trả bằng máu, các kế hoạch hiện nay vốn không khả thi nếu nguồn hỗ trợ bị thiếu Nhưng chúng tôi vẫn chưa có Chiến dịch không diễn ra nhanh như nhiều người mong muốn Nhưng vấn đề là nằm ở phía họ Đã có những chỉ trích như vậy Tư lệnh Ukraine cho biết là ông thường xuyên duy trì liên lạc với các đối tác phương Tây Trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley Người mà ông như nói là hiểu rõ nhu cầu Ukraine Tuy nhiên một mình ông tướng Mark Milley này Theo lời ông Zaluni thì không thể đưa ra quyết định và sự trì hoãn sẽ gây ra thêm nhiều thương vong Ông ấy nói là tôi không cần tới 120 máy bay Chỉ số lượng rất giới hạn cũng là đủ Chúng tôi đang rất cần tiêm kích Không còn cách nào khác vì đối phương đang sử dụng thế hệ máy bay hoàn toàn khác Nhưng phương Tây cho lúc này Vẫn chỉ dừng ở cái việc là hỗ trợ phi công của Ukraine thôi Chứ họ cũng chưa có nước nào là đứng ra nói rằng là tôi sẽ chuyển tiêm kích F-16 cho các bạn Gần đây thì hàng loạt quan chức và giới phân tích quân sự phương Tây cho rằng là chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine không đạt kết quả như mong đợi. Ông Zelensky hôm uh, gần đây, hồi cuối tháng 6 cũng thừa nhận là hoạt động này diễn ra chậm hơn mong muốn của một số bên và nói rằng là cần nhiều thời gian hơn để mà đạt được kết quả đáng kể. Hiện tại thì Ukraine đã tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện với cái vũ khí phương Tây vào chiến dịch phản công từ đầu tháng 6. Kiev cũng nhiều lần tuyên bố là đợt phản công thành công một phần và quân đội của họ đang tiến lên mỗi ngày, đồng thời thông báo là đã tái kiểm soát được 9 ngôi làng. Tuy nhiên, họ cũng chịu nhiều thiệt hại về binh sĩ và phương tiện cơ giới do phương Tây cung cấp. Có một số thống kê nói rằng là hai lữ đoàn chuẩn NATO của Kiev đã để mất gần 20% số xe Bradley, 20% xe tăng Leopard 2A6 và 50% xe Leopard 2R trong biên chế quân đội chỉ sau một giờ giao tranh vào hôm 8 tháng 6. Cũng có thể nói là đây là một trận chiến cam go của họ. Vâng liên quan đến tình hình của Nga nữa thì Nga tuyên bố rằng họ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn sau vụ Wagner nổi loạn. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng nước này sẽ trỗi dậy mạnh hơn sau bất ổn với Wagner. Và ông Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo tại Moscow hôm 30 tháng 6. Nói là thế này, Nga luôn vượt qua những vấn đề của mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Lần này cũng vậy và quá trình đã bắt đầu. Và theo lời ông Lavrov là nếu như phương Tây có sự nghi ngờ, hoài nghi về sự ổn định của Nga, đó là vấn đề của họ. Moscow không có nghĩa vụ phải giải thích về những sự kiện diễn ra ở Nga hay là đưa ra sự chấn an. À. Ông Lavrov cũng trả lời một câu hỏi từ truyền thông nước ngoài rằng là cảm ơn vì bạn đã lo lắng cho các lợi ích quốc gia của chúng tôi nhưng bạn không nên lo lắng. Về các hợp đồng của Wagner với các quốc gia châu Phi trong tương lai thì ông Lavrov nói đây là vấn đề của chính phủ những nước này. Và chúng ta biết châu Phi là khu vực mà Wagner hoạt động đang mở rộng phạm vi. Và tập đoàn hiện nay hoạt động ở Cộng hòa Trung Phi, Mali và một số quốc gia khác. Ở vùng Sahel tại châu Phi, cái vùng cận Sahara. Cho thấy rằng là nó sẽ rất phức tạp. Bởi vì một khi mà Wagner bị giải thể thì không biết những hoạt động nước ngoài của họ sẽ như thế nào đây trong khi đó thì Wagner được cho là vẫn đang tiếp tục tuyển quân tại những cái trung tâm tuyển mộ của họ trên khắp nước nga người ta vẫn đang thấy là có những hoạt động tuyển mộ binh lính tuyển mộ những người tham gia nó vẫn chưa bị dừng lại sau cuộc binh biến có vẻ như là họ vẫn đang uh, tiếp tục tuyển mộ thành viên trên khắp nước nga đại diện các trung tâm tuyển quân của Wagner từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad tới Krasnodar đều cho biết là họ vẫn hoạt động bình thường và không ai tin rằng Wagner sẽ bị giải thể sau vụ đổi loạn vừa rồi. Tại Murmansk, một thành phố nằm trên vòng cực Bắc, thì một nữ nhân viên tại câu lạc bộ thể thao Viking khẳng định là họ vẫn nhận đơn cho các tình nguyện viên. Và ai muốn có nhu cầu đến chiến đấu tại Ukraine thì vẫn có thể là được nhận. Các đầu mối tuyển dụng của Wagner chủ yếu là những câu lạc bộ võ thuật tại Nga, các võ đường và câu lạc bộ quyền Anh, vân vân. Nói chung là họ vẫn đang hoạt động rất là mạnh thưa quý vị Wagner Tôi nghĩ rằng là họ sẽ tiếp tục hoạt động như vậy Kể cả là Bộ Quốc phòng Nga Họ có đưa ra những cái thông báo như thế nào Là buộc phải đăng ký với họ Những người muốn tham chiến tại Ukraine buộc phải đăng ký Bộ Quốc phòng Nga Nhưng bây giờ thì Wagner vẫn đang tuyển quân Tuy nhiên cũng có nguồn tin nói rằng là Wagner sẽ không thể nào mà tham chiến tại Ukraine được nữa Và cũng sẽ không được cấp cho bất kỳ bất cứ cái gì cả. Bởi vì ông Putin trước đó cho biết là Wagner phụ thuộc 100% ngân sách từ chính quyền. Một cái lời thừa nhận hiếm hoi của ông ấy trước đó thì Nga luôn luôn nói rằng họ không có liên quan gì với Wagner. Ngày 24 tháng 6 thì Putin đã ký đạo luật quy định là chỉ bộ quốc phòng Nga mới có quyền tuyển mộ tù nhân. Đây vốn là một cái lực lượng nhân lực rất lớn của Wagner. Nhưng mà cái nước láng giềng của Nga là Belarus thì lại cho thấy là họ đang đãi ngộ Wagner rất tốt. Ông Lukashenko hồi đầu tuần cho biết là họ đang chào đón các đơn vị Wagner và đánh giá là quân đội Belarus có thể học hỏi nhiều từ kinh, kinh nghiệm thực chiến của Wagner Một thành viên Wagner gốc Belarus nói rằng là lực lượng của tập đoàn có thể hỗ trợ an ninh tốt cho ông Lukashenko trong bối cảnh là quốc gia này chuẩn bị bầu cử quốc hội vào năm tới Thành viên Wagner này cũng nói là Kyiv cách biên giới Ukraine-Belarus chưa đầy 300 km và đây được cho là một lời cảnh báo và nhiều người cũng nói rằng là nếu như Wagner tụ tập tại Belarus thì Kyiv sẽ phải giải trừng bây giờ nói chung là họ cũng không thuộc bây giờ dường như là có một cái câu chuyện cũng khá là phức tạp đó là họ không thuộc quyền quản lý của Nga cho nên họ vẫn có thể từ đất Belarus để mà tấn công Ukraine tấn công vào Kyiv và đó là một điều mà Ukraine cũng đang rất lo ngại lo ngại rằng họ sẽ không đứng dưới danh nghĩa của Nga, cũng không đứng dưới danh nghĩa của Belarus mà họ sẽ đứng dưới danh nghĩa là chính họ, Wagner họ tụ tập ở đó để mà tấn công vào Kyiv nó sẽ là một cái điều vô cùng là là đáng ngại tất nhiên là phương Tây vẫn nói rằng là chưa có dấu hiệu về việc là lính Wagner đang chuyển quân quy mô lớn tới Belarus nhưng cũng có những cái bức ảnh vệ tinh cho thấy là Belarus đã xây dựng các cái căn cứ quân sự cho uh, tập đoàn Wagner Ông Lukashenko thì nói rằng là Belarus hoan nghênh các tay súng Wagner đến hỗ trợ rèn quân vì họ có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Hôm vừa rồi 30 tháng 6 thì Tổng thống Lukashenko nói rằng là tiếc là các thành viên Wagner vẫn chưa đến Belarus. Tôi đã trao đổi với các chuyên viên huấn luyện của tổ chức này và sẵn sàng hoan nghênh nếu họ đến chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu cho binh sĩ Belarus. Và ông nói rằng ông không lo ngại về các thành viên của Wagner vì ông đã quen biết họ từ lâu. Nhưng tôi nghĩ khi nói ra câu này thì ông ấy cũng không nghĩ đến cái việc là Ông Putin thậm chí đã quen Prigozhin từ trước đó hàng mấy chục năm từ khi mà ông Putin đang còn làm việc tại Saint Petersburg. À, nhưng cuối cùng thì Wagner họ vẫn quay giáo chống lại. Còn Lukashenko tôi nghĩ rằng là không hiểu Prigozhin không hiểu Wagner bằng Putin đâu. Và ông này vẫn nói là một số chỉ huy Wagner, một số cái thành viên Wagner cũng đã được các chỉ huy quân đội Belarus bắt đầu đề nghị tiếp nhận để mà huấn luyện binh sĩ. Và ông Lukashenko nói rằng là các tay súng Wagner có kinh nghiệm tác chiến và hoạt động hiệu quả trên khắp thế giới, đặc biệt ở châu Phi. Nên phương Tây căm ghét họ đến xương tủy. Và nói rằng hiện diện của Wagner tại Belarus nó là điều tốt cho quân đội đất nước. Vì ông tin rằng đây là lực lượng thiện chiến. Và ông bổ sung là Wagner mang ơn Belarus từ sau sự cố năm 2020. Khi mà 33 thành viên tổ chức này bị bắt ở Minsk nhưng cuối cùng là giới chức Belarus đã chấp nhận thả người. Nói chung tình hình của Wagner cũng đang rất là căng, không biết là sẽ thế nào đây. Trong khi đó thì Nga đang cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân, cũng rất ghê. Vẫn là lời cảnh báo từ một cái nhân vật rất quen thuộc của chúng ta đó là Dmitry Medvedev, phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga, một hội đồng rất quyền lực. Ông này là cánh tay phải của ông Putin đây. Thưa quý vị, ông Medvedev cảnh báo chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra nếu Mỹ triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt tới Ba Lan. Trên Telegram ngày 30 tháng 6, ông Medvedev cảnh báo một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể bắt đầu nếu như Mỹ đáp ứng mong muốn của Ba Lan về việc là triển khai vũ khí hạt nhân tại đây. Khi được hỏi về mong muốn của Ba Lan liên quan đến chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO, thì ông Medvedev nói rằng này, mối nguy hiểm duy nhất phát sinh từ yêu cầu triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan là những vũ khí đó sẽ được sử dụng. Mọi chuyện đã bắt đầu vào hôm 30 tháng 6 khi mà Thủ tướng Ba Lan nói rằng họ muốn tham gia chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO. Và đây cũng là điều mà chúng ta lo ngại bởi vì rằng là Ba Lan là một quốc gia giáp với lại Belarus là một quốc gia ở sườn đông. Khi mà Nga họ chuyển vũ khí hạt nhân cho Belarus thì Ba Lan cảm thấy mình bị đe dọa và họ muốn tham gia chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân của cả NATO lẫn Mỹ, đặc biệt là Mỹ. Họ muốn có chiếc ô hạt nhân bởi vì họ biết là Belarus cũng có vũ khí hạt nhân rồi và đang đe dọa mình. Thì cái việc chia sẻ vũ khí hạt nhân nó là một khái niệm trong chính sách răn đe của NATO và nó cho phép các thành viên của NATO không có vũ khí hạt nhân được tham gia vào kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân của NATO. Nó ra mắt năm 2009, chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO nó đã triển khai bom hạt nhân B61 của Mỹ tới nhiều địa điểm khác nhau trên khắp châu Âu. Và động thái của Ba Lan nó được cho là để đáp trả cái việc là Nga trang bị vũ khí hạt nhân cho Belarus và điều này đang khiến cho tất cả chúng ta lo ngại. Bây giờ nó là một cái cái nguy cơ sẽ diễn ra một cuộc chiến tranh hạt nhân ủy nhiệm. Có nghĩa là không phải Nga hay Mỹ trực tiếp tham chiến bằng vũ khí hạt nhân mà họ đưa sang một nước thứ ba. Nga thì đưa sang Belarus, còn Mỹ có thể đưa sang Ba Lan. Và hai cái nước Belarus và Ba Lan thì lại rất ghét nhau. Và nguy cơ mà họ dùng vũ khí hạt nhân với nhau là có thể xảy ra. Tất nhiên, cái nguy cơ đó nó nhỏ thôi, nhưng không phải là không thể xảy ra thưa quý vị. Thủ tướng Ba Lan thì nói rằng là vì là Nga có ý định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, cho nên chúng tôi kêu gọi NATO cho phép chúng tôi tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân. Ba Lan cũng đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng nhất là sau khi Nga tấn công Ukraine vào năm ngoái. Và phía Nga, ông Medvedev tuyên bố là Moscow có thể dùng vũ khí hạt nhân nếu các hành động gây hấn đe dọa đến sự tồn tại của nhà nước Nga không cần đối phương phải dùng hạt nhân. Và ông nói là vũ khí hạt nhân có tầm quan trọng tối cao với sự tồn tại của Nga với tư cách là một nước lớn trên thế giới. Trong đó quân đội Ukraine tuyên bố Rằng là họ đã bắn hạ toàn bộ tên lửa và UAV um, Tập kích thủ đô Kyiv Một số ngôi nhà cũng đã hư hại Bởi vì rằng là những cái vụ tập kích này Lại có thêm những cái vụ tập kích mới của Nga thưa quý vị và các bạn Tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới Sẽ có nhiều cái vụ tập kích này đấy Bởi vì Nga đang tìm kiếm một cái sự án ủi Trên chiến trường Bằng những cái vụ tập kích này không quân Ukraine ngày 2 tháng 7 Họ cho biết là Nga đã sử dụng 8 máy bay không người lái Để mà tập kích vào thủ đô Kiev trong đêm Họ tuyên bố họ bắn hạ toàn bộ các UAV này Và tên lửa của Nga 12 ngày trước đó Kiev là cái lần gần nhất mà họ bị tập kích Còn bây giờ thì họ lại bị tập kích Video nó cho thấy là tiếng còi báo động Nó đã vang lên khắp thành phố này Sau khi mà bắt đầu có những cái đòn tập kích của Nga một lãnh đạo cơ quan quân sự Ukraine tại tỉnh Kiev là Ruslan Kravchenko cho biết là ba ngôi nhà bị hư hại do mảnh vỡ rơi trúng, khiến một người bị thương. Nga đang thường xuyên tập kích để mà ngăn ngừa chiến dịch phản công của Ukraine. Họ đang thường xuyên tập kích vào hạ tầng của phía Ukraine ở sau chiến tuyến. Với cái hy vọng là ngăn Ukraine dồn lực ra chiến trường để mà phản công. Đó họ muốn khiến ukraine rơi vào cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi phải chọn là triển khai tổ hợp phòng không bảo vệ đô thị quan trọng hay là triển khai nó ra đơn vị tiền tuyến để bảo vệ quân đội và nga cũng muốn là làm cạn kiệt cái lực lượng phòng không vốn đã rất mỏng của ukraine làm cạn kiệt đạn phòng không của ukraine buộc họ phải khai hỏa không ngừng các quả đạn đắt tiền để đối phó với các uav giá rẻ hoặc tên lửa giá rẻ của họ Nga còn tập trung tấn công các kho đạn và cứ điểm để làm gián đoạn chiến dịch phản công của Ukraine Thay vì tìm cách phá hủy hạ tầng năng lượng như trước, bây giờ họ đã thay đổi rồi Đó vẫn là những cái mưu mô của đôi bên Ukraine gần đây thậm chí họ còn dùng nhiều cái loại tên lửa tầm xa để tập kích vào hậu cứ của Nga Những cái vùng mà nằm sâu trong vùng Nga chiếm đóng Nói chung đôi bên đều đang có những cái bài vở rất là cụ thể Chúng ta theo tiến trình của cuộc chiến thì có thể nhìn ra được Vâng, như vậy là chúng ta vừa mới điểm qua những cái thông tin cũng như là những cái sự kiện nóng bỏng trong 24 giờ qua. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để liên tục đồng hành cùng Lê Minh. Đừng quên bấm like, bình luận thật nhiều để liên tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.